Rồi xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi đang làm live nó bị sập nhá. Rồi. Bị sập live. Đứng hình nhưng bị sập live luôn. Cái này sẽ có khả năng do lý do kỹ thuật. Rồi các bạn chờ bạn Khánh Ly vào, mình tiếp tục. Anh em bạn này cũng đang sống ở Mỹ. Rồi các bạn chờ một tí xíu ấy. Chờ bạn Khánh Ly vào. Rồi xin chào Lê Thị Hằng Phương, chào Trần Tuấn Anh. Bạn Khánh Lê, bạn thoát ra đi hoặc các bạn gửi yêu cầu rồi, rồi gửi yêu cầu, ok. Rồi đang bạn Khánh Lê, bạn đeo tai nghe cho giọng. Rồi ok. Anh chào. Bạn Nguyễn. Rồi xin chào bạn. Em cũng theo dõi anh, tại vì anh là bạn trên anh John với là anh Hùng, okay. Anh Lợi Minh. Em cũng theo dõi nhiều. Nói thật sự, mấy ông nội bên này tào lao, bên cái xã hội nào cũng có cái mặt trái mặt phải, đúng không? Đúng rồi. Mà cái mặt trái bên Mỹ này á, kể cả thấy cũng dọa mù, thấy sai cũng không dám nói. Dân nó vô nó cướp trong cái business luôn, cũng không dám nói. Mà Việt Nam á, có cái ỉa không ra cũng nói, đái không ra cũng nói tè le hết. Rồi cứ là, em không nói là mấy cái giới mà qua đây mà trước mà gọi là tị nạn cộng sản, gia đình em cũng vậy luôn. Mà cái giới trẻ sau này qua có vài ba năm thôi, quay lại em nói chửi, anh có tin không? Em lúc mà mới qua đây em nói, em quýnh nhau không biết bao nhiêu thằng. Tại vì nó không đúng. Em mới bực, em mới cãi lại. Có mấy người mà thân với em mới nói, mày nói vậy không được đâu. Thù má bên này cũng vậy rồi. Nói không phải, ok, đồng ý là như vậy, nhưng phải nói. Mấy ông về Việt Nam coi đi, đừng có nói là 90 mấy triệu dân. Bây giờ khách quốc tế nó vào, nó như thế nào? Nó thành lập công ty ở Việt Nam, nó sống ở Việt Nam. Ủa nó ăn, ủa cái tổng lãnh sự với đại sứ quán của nó, cái nước nó không có hả? Đúng không? Nó ăn đồ độc, nó bị cái gì đó, thì tổng lãnh sự với đại sứ quán của nó sẽ lên tiếng là chính quyền Việt Nam sẽ có chuyện liền. Đúng không? Đúng rồi. Với hai là tôi nói bạn là khách du lịch hiện nay vào mỗi, yeah. Và mỗi lần vào Việt Nam tức mỗi năm tăng lên khoảng 30%. Đấy, vậy thì khách, đó vậy thì khách du lịch người ta chết hết à? Với hai là nếu mà đồ độc các thứ nhiều thì khách du lịch sẽ bị giảm và không ai mới vào Việt Nam nữa. Đấy. Em nói danh bằng này, đừng có nói là 90 mấy triệu dân Việt Nam, em không nói. Tại vì người dân ở trong Việt Nam thì mình không nói, đúng không? Ủa chứ khách du lịch càng ngày càng tăng lên, ủa người ta tới Việt Nam người ta ăn cái gì? Ăn đồ Tây hả? Đúng không? Thì người ta phải ăn đồ Việt Nam thôi. Mà người ta ăn đồ Việt Nam có ai nói gì đâu. Mà tại sao luôn mấy, kể cả mấy thằng trẻ mới qua có vài năm mà cũng vậy luôn. Là sao? Tôi nói với bạn này, bây giờ ví dụ như là mọi chúng nó bảo là Việt Nam ăn đồ độc hoặc những này khác. Tôi nói với tất cả các bạn hãy theo dõi cái trang của tổ chức y tế thế giới UHU, yeah. Các bạn sẽ thấy là cái tuổi thọ của những người dân Việt Nam càng ngày càng tăng cao. Hiện nay tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã là 76 tuổi, đúng không? Còn ở Mỹ là 78, thì nói chung là tuổi thọ càng ngày càng tăng cao lên. Đấy, thì cái vấn đề là người Việt Nam ăn đồ độc coi như là chết trẻ hết rồi, đúng không? Đấy. Em nhắn trong cái live stream của anh đó, phải tẩy não của tụi nó chứ còn nói được không được. Không, cái vấn đề tôi nói với bạn và tất cả mọi người này, những cái like của tôi không phải nói để cho ví dụ những anh em mình này, những người hiểu biết hết rồi thì không nói gì.
cũng không thể tẩy não trong bọn bao que được, vì chúng nó cố tình chúng nó như thế rồi. Nhưng qua những cái live này, ví dụ những cái người ví dụ người ta chưa hiểu biết lắm thì người ta hiểu thôi. Bởi vậy anh Bằng em nói là cái từ tẩy não là vậy đó, không có nói tụi nó được. Đúng rồi. Anh chôn với anh Hùng lên chửi nó cũng vậy à. Chứ cái Bằng là tẩy cái não của tụi nó thôi, đụng mất cái não nó ốc bò. Anh hiểu không? Nó không có não, phải tẩy cái não nó đi. Nó mới ra được. Đó. Phải tẩy cái não nó mới nói được chuyện được, còn không tẩy não nó nói chuyện không có được. Bởi vậy bây giờ nè, em là người Huế, em là đồng hương với anh David Lê. Dạ. Tại nói dòng Huế nhiều người nó không có hiểu, cứ hỏi tại sao. Mày nói gì? Vậy đó. Em mới nói dòng Nam. Đó. Em mới nói với anh Bằng nè. Cái tụi nó là vậy đó. Một nó sốt lên thành 10. Đó. Kể cái bà con bên này cũng vậy. Kể qua bên này mà. Kể cứ người già đâu có chuyện mà ra buổi sáng ăn sáng rồi uống cà phê về tám chuyện đâu, không có. Ở nhà không à. Đi đâu với con cái chở. Đó. Rồi đọc ba cái tin vịt ở trên mấy cái tờ báo lá cải với mấy trang mạng lá cải đó. Là cứ hô hào lên. Nói ủa. Em mới nói nè. Mấy ông bà có người thân ở Việt Nam không? Nó có. Gọi về coi. Đụng mấy nó đăng order nó ngồi nhậu cả buổi bên đó. Coi có thằng nào chết không? Mà cứ nói tào lao. Rồi là y. Đó. Vậy đó. Thực tế tôi nói với bạn như này. Ví dụ những người dân ở trong nước ví dụ như tôi chẳng hạn, thì là nói chung cuộc chiến này đã qua 44 năm rồi. Chúng tôi cũng không muốn nhắc lại cái cuộc chiến làm gì nữa. Chúng tôi hiện nay đang lo cho phát triển kinh tế anh gia đình. Anh Bằng này, vâng. Em này, gia đình em này, vâng. Hai thế hệ, nó hai chuyến tuyến luôn. Gia đình em hai chuyến tuyến luôn. Lịch sử để lại mà. Cái chuyện mà lúc mà chiến tranh là người này nhận thức bên này, người kia nhận thức bên kia là nó chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Cái chuyện mà anh thấy cái bức ảnh mà Bắc Cầm em đưa cho Bắc Cầm đăng lên với lại mấy trang mạng ở xã hội Việt Nam, nó đăng lên một người Việt Nam Cộng Hòa với một người chú bộ đội Cụ Hồ gác súng, dừng tiếng súng, gần tiếng đạn, ôm nhau chụp hình. Đúng rồi. Thì anh phải nghĩ như thế nào? Mà cái tụi này nó không có hiểu, anh hiểu không? Nói đơn giản thôi. Nhìn lại Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đi. Người thân mới qua bên này mới thăm được nhau, hai miền Nam Bắc. Ủa cái Việt Nam mất ở đâu? Đụng mẹ cái Việt Nam ta còn sờ sờ đó. Bô Sa TV, Việt Nam văn hóa, kênh Việt Nam văn hóa Việt Nam ở Cali, rồi kênh gì? Về quay đó. Đụng mẹ cái thằng nào? Thằng nào nó bán? Cái tụi này bên này không có chịu hiểu, anh hiểu không? Nói vậy đó. Em thì nhỏ hơn anh Bằng rất nhiều. Mà anh Bằng xưng em là bạn là em cảm ơn rất nhiều. Anh Trôn cũng vậy. Anh Hùng cũng vậy luôn. Em thì mời sinh sau đẻ muộn sau giải phóng. Mà em biết được lịch sử. Nói đơn giản thôi, 10 tướng hùng của Việt Nam. Ông đầu tiên là Trần Hưng Đạo, ông thứ hai là Võ Nguyên Giáp. Đúng không? Đúng rồi. Bác Hồ. Cả thế giới người ta vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc. Danh nhân văn hóa thế giới. Mà những cái này á, danh nhân văn hóa thế giới anh hùng giải phóng dân tộc. Mà cái này nó có trong cái, ví dụ các bạn vào cái trang của UNESCO. Google thôi. Đúng không? UNESCO đều có. Nhưng mà chúng nó không công nhận. Cái trang thông dụng nhất là Google. Search lên cả thế giới đều biết. Chứ không phải là một nước nào biết không. Cả thế giới đều biết. Bác Hồ mình là số 1 rồi. Không ai bằng. Kể cả Fidel Castro. Cuba, sát bên nước Mỹ này nè, đúng không? Venezuela vì sao? Vì nó không có cái độ nguy hiểm của nó. Sao không đụng thằng Bắc Triều Tiên đi? Ủa má nó quấn cho chết mẹ luôn chứ đừng nói chuyện.
Tại vì cái lúc xưa mà gọi là nguyên tử hạt nhân ấy, thì có mấy cường quốc thôi à. Thằng Mỹ là đầu tiên, xong tới thằng Nga, bây giờ thằng Trung Quốc cũng có, mấy nước châu Âu cũng có, thằng Bắc Triều Tiên giờ cũng có. Đụng nó đi, một thằng sức đầu thì cũng thằng mẻ tráng thôi à, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thằng Venezuela này nó không có gì. Mà nghĩ sao vậy, Việt Nam đúng không có cái gì. Trên không có áo, dưới có cái con đùi không à. Mà đánh bao nhiêu thằng rồi. 1000 năm thằng Tàu nó đô hộ mình, kể cả thời vua Quang Trung nó khởi nghiệp ở đất Huế của mình. Đất Huế của em là cái núi Bân. Vua Quang Trung là tập hợp binh sĩ ở núi Bân, Huế. Cái núi Bân đang lập cái tượng của Quang Trung đánh ra phía Bắc giải phóng, đánh đuổi độc lập quân Thanh, đánh đuổi quân Thanh mà vẫn cống nạp cho nó. Chưa bao giờ mà gọi cái từ Việt Nam mà người cả thế giới công nhận. Bây giờ em tự hào em nói là thằng Việt Nam, đụng má thằng nào tới bắn tao đi, tao vẫn là thằng Việt Nam, đúng không? Cái từ Việt Nam bây giờ nó có giá trị trên thế giới cả, kể cả ngọn cờ, là một dân tộc độc lập chứ không phải là một dân tộc nô lệ. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi 100 năm đô hộ giặc Tây là thực dân Pháp, xong rồi đế phát xít Nhật MR, mà đến của đế quốc Mỹ, thằng đế quốc Mỹ còn sau phát xít Nhật nữa, đúng không? Đúng không Đoàn? Đúng em rồi. Nói đúng không? Đúng rồi. Đó. Nói chung là bây giờ tôi nói với tất cả, nói với bạn và tất cả các bạn ở đây, nói chung là Việt Nam mình đáng là một dân tộc đáng tự hào, đúng không? Đã đánh đuổi bao nhiêu cái bọn mà xâm lược đất nước Việt Nam. Đấy. Em nói quá tự hào. Tại vì sao? Chưa bao giờ mà gọi cái từ Việt Nam mà trên thế giới nó công nhận. Đúng không? Đúng. Em đang hút thuốc Việt Nam nè. À đấy. Thuốc con ngựa, house. Ngựa trắng. Đúng rồi. Em đang hút thuốc Việt Nam nè. Em đang ở Texas nè. Gần anh Hồng Trần. Mà xa với là anh John lắm. Em gần anh Hồng Trần. Mà cái tụi nó vậy rồi anh ơi. Cứ những người mà không có thông cái não mở ở Việt Nam luôn á, chứ không phải là bên này đâu, rót tiền về cho vài đồng. Phải nói là cái từ mà mình không phải nói nha, cái dân trí của mình nó chưa cao. Đúng rồi. Anh hiểu không? Gọi là lúc xưa mà thời Pháp nó dùng cái gì? Ma túy với rượu cồn. Chính sách cai ngu dân, dân tộc mình. Chính sách ngu dân dễ xị. Chính sách ngu dân là gọi bây giờ mà phải nói câu là hơi nặng là dân ngu khu đen. Anh hiểu không? Đúng. Đúng không? Đúng anh Bằng. Cái trình độ dân trí của mình chưa cao. Thật sự là như vậy luôn. Có những người mà ủa? Cái nhà nước đâu cấm gì đâu. Anh xin lỗi em một phút anh trả lời. Cái thằng mà Kalachan như là hãnh diện gì đâu. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam hãnh diện được hai cái. Tức là những kẻ nào xâm lược đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đều đánh đuổi chúng nó ra khỏi bờ cõi. Và vấn đề thứ hai nữa, hiện nay Việt Nam kinh tế đang phát triển với tốc độ thuộc dạng cao nhất thế giới. Và những vị trí của Việt Nam hiện nay coi như là trên cái trường quốc tế rất là có uy tín, đúng không? Sang năm Việt Nam sẽ là chủ tịch ASEAN và sẽ tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đấy là cái hãnh diện của những người Việt Nam, đúng không? Còn những thằng ba que như chúng mày ấy, thì chúng mày chẳng có một cái gì hãnh diện cả. Nói đi, có gì, điều gì hãnh diện, đúng không? Nói anh xin. Bằng nè, 10 năm trở lại đây, tất cả các vấn đề xã hội cho đến chính trị của Việt Nam rất là uy tín trên chính trường thế giới. Từ văn hóa nghệ thuật cho đến thể thao cho đến các chính trường thế giới đều rất là uy tín.
đúng không? Đừng có nói cái chuyện đó. Nói chuyện đơn giản thôi, em nói một câu thôi, chưa bao giờ mà dân tộc Việt Nam mà được bình yên như 44 năm nay. Đúng không anh Bằng? Đúng không anh Bằng? Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam mà có sự bình yên và có tiếng nói trên chính trường thế giới và có một tiếng gọi là Việt Nam bấm trên bản đồ thế giới là một nước độc lập, chủ quyền và có pháp chế. Ba cơ quan quyền lực của Việt Nam là gì? Quốc hội, nhà nước, chính phủ. Tam lập, đúng không? Tụi nó đòi cái con mẹ gì, đủ máy mày mình đi qua Thái Lan mày chơi đi. Đủ máy nó bắn chết mẹ mày luôn. Chưa bao giờ em thấy cái chính trị Việt Nam mà nó ổn định như bây giờ. 44 năm qua. Đúng rồi. Mà em phải nói nha. Từ... Anh Bằng nè. Anh là... Em là sống một thời bao cấp. Mà không có thời bao cấp đó thì không có cái xã hội Việt Nam bây giờ. Đụng mới làm gì có cái chế độ Cộng Hòa mà đi làm công. Quên mẹ đi. Đúng không? Đúng rồi. Tụi mày đi bắn cầm súng thì cũng phải lĩnh lương. Nhưng mà Cộng sản không có. Người ta bỏ, sẵn sàng bỏ tính mạng. Không hưởng lương. Đó là trước chiến tranh. Còn sau chiến tranh cái thời bao cấp đi. Đúng rồi. Người ta làm không công. Mà nhờ vậy mới có cái xã hội thị trường người Việt Nam bây giờ. Đúng không? Mình ok cái thời bao cấp đó nó gọi giống như là Trung Đông thôi. Giống như Tây Âu thôi. Gọi là thời kỳ ngũ đông của Tây Âu đó. Nó chưa bước qua cái chế độ gọi là kinh tế thị trường. Nó cũng gọi là chế độ ngũ đông của Tây Âu. Thì Việt Nam mình cũng vậy. Phải nhìn lại cái góc đúng góc sai. Nếu mà không có cái góc đúng của cái thời bao cấp thì không có bây giờ. Vâng, em bảo đảm luôn. Vâng, anh cầm hỏi khách mời tên là gì? Khách mời tên là Lê Khánh. Khánh Lê. Khánh Lê. Chào Bắc Cầm. Bắc Cầm là fan mà. Đúng rồi. Bắc Cầm còn hỏi gì nữa trời. Ông Cầm này. Ông Cầm này. Tôi quýnh ông chết ông Cầm. Ông Cầm đâu rồi? Ông hỏi đâu, đâu thấy đâu. Có. Tại vì nói thật sự là em ở bên này em chưa đủ tầm mà nói chuyện giống như là anh Châu với anh Hùng. Bác Bằng hiểu không? Em chỉ nói trong cái live stream của những người mà có cái đụng với tâm trạng với mình. Đúng. Có cái cảm nhận giống mình thôi. Em không có nói công khai được. Em chưa nói công khai được. Thật sự vậy. Chứ còn mà nói vậy, em là gia đình hai thế hệ này. Nhưng mà cái gì đúng cái đúng, cái gì sai sai. Em nói thẳng. Nhưng mà em chưa có nói chuyện mà thẳng giống như là anh Châu với anh Hùng được. Đó. Em nói anh Châu mà bữa nào đi Cali thì cho anh em đi theo với. Đủ mất cái thằng nào dí súng rồi mà chỉ vô đầu tao, tao cũng nói tao là người Việt Nam à. Em nói với anh Bằng vậy đó. Nói chung là bây giờ ví dụ những người ở trong nước như bọn mình ấy, mình chỉ mong muốn là những cái kiều bào ở bên nước ngoài tức là hiểu đúng hiểu rõ và nói chính xác về cái xã hội Việt Nam hiện nay, đúng không? Thế thôi. Đa số là nói chính xác hết anh. Chỉ có một số thành phần và một số là người mà nói chung là không có đi ra ngoài với là không có tiếp xúc nhiều á, nghe mấy tờ báo lá cải với mấy cái kinh lá cải bên này đó, anh hiểu không? Đó, nó xuyên tạc. Nghĩ sao vậy trời? MC Kỳ Duyên, ca sĩ Tuấn Ngọc, danh gọi là danh ca Tuấn Ngọc, chế linh đồ nói nó trời ơi tao. Không phải là cái chuyện kiếm tiền. Cái chuyện kiếm tiền là ai cũng phải muốn rồi. Em không nói. Nhưng mà cái nhận thức người ta thay đổi rồi. Đúng anh Bằng? Cái chuyện kiếm tiền là nó khác. Cái chuyện cái tiền là cái chỗ nào có tiền người ta kiếm thôi. Đúng không? Nhưng mà cái nhận thức trong cái đầu người ta thay đổi là nó khác hơn nhiều. Đó. Ok. Ví dụ người ta có 20 đồng đi. 20 đồng Việt Nam đi. Người ta nhậu rượu đế đi.
người ta vui. Đúng. Thì người ta vẫn nhậu. Còn cái chỗ đó mà không có vui, kể cả người ta nhậu 2 triệu người ta cũng không thích nhậu. Đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy em nói cái chuyện kiếm tiền của văn nghệ sĩ, ok, chỗ nào có tiền người ta kiếm, là cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, giống như là cuộc nhậu 2 triệu với là 20 đồng vậy thôi. Nhưng mà người ta đã thay đổi cái suy nghĩ rồi. Đúng không? Người ta đã thay đổi cái suy nghĩ rồi. Người ta nhận thức là cái gì làm tốt cho dân tộc thì người ta đi theo. Vậy thôi. Đúng không anh Bằng? Đúng. Tại sao? Một cái chế độ mà làm cho người dân, cả cuộc sống của người dân càng ngày càng đi lên và có tiếng nói trong chính trường thế giới, kể cả chính quyền, kể cả văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bất cứ cái thứ gì, chứ đừng nói một lĩnh vực riêng, điều rất có uy tín trong chính trường thế giới, kể cả Liên Hợp Quốc. Thì những, Liên Hợp Quốc là thì ai? Những người Việt Nam chúng tôi ủng hộ thôi, đúng không? Thì Liên Hợp Quốc là ai? Là ai? Hết 70% kinh phí của Liên Hợp Quốc là thằng nào? Thằng Mỹ rót vào cho thằng nào? Kinh phí của Liên Hợp Quốc. Đúng. Thì thằng kinh, thằng Mỹ mà nó cắt cái thì đừng có Liên Hợp Quốc còn gì nữa. Có thằng nào? Có quốc gia nào? Thì đó. Mà giờ Mỹ nói gì? Việt Nam bây giờ vô Liên Hợp Quốc mà nó có uy tín như vậy thì phải rõ ràng. Cái tiếng nói của Liên Hợp Quốc nói thẳng luôn là thằng Mỹ. Tại vì kinh phí hoạt động của Liên Hợp Quốc là thằng Mỹ rót vào. Gọi là nhà tài trợ chính luôn anh. Đúng không? Mà chính quyền Việt Nam nó có uy tín như vậy. Ủa? Chứ giờ mày còn đủ má đa đảng. Đừng có nói chuyện chính trị đủ mà mấy cái thằng ba que là mấy thằng ngồi cóc ngồi đáy giếng. Đơn giản thôi em nói chuyện, đừng có nói chính trị xa xôi. Đủ má mày có hiểu con mẹ gì mà nói. Vâng, xin lỗi cái anh, xin lỗi anh Cầm ấy, là cái giờ này 44 năm trước thì anh ấy đang Vũng Tàu mà đi bộ về mặc quần áo bệnh nhân thôi, đâu có dám mặc quần áo ngụy đâu. Không, cách mạng Việt Nam chưa bao giờ đụng tới ngụy. Đừng có nói từ ngụy nữa. Cách mạng Việt Nam giải phóng miền Nam chưa bao giờ đụng tới ai hết luôn. Đúng không? Chưa bao giờ đụng tới ai hết luôn. Cách mạng Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chưa bao giờ đụng cái chính quyền này kia. Chưa bao giờ đụng một cái gì. Đừng có nói. Tại vì người ta sợ cái tâm lý thôi. Cái tâm lý thôi, người ta đã buông xuống cách mạng Việt Nam không đụng một cái gì luôn. Đúng rồi. Cái tâm lý người ta sợ, người ta đồn đãi lên vậy thôi. Cách mạng Việt Nam giải phóng miền Nam, giải phóng đất nước là dân tộc Việt Nam là một, thì không có đụng ai hết. Đừng có nói tào lao. Đúng không? Cách mạng Việt Nam giải phóng là để giải phóng dân tộc thành về một khối. Đúng chứ rồi. Không phải là Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên bây giờ. Không có đụng về phía bên kia là gì. Để mà đánh đuổi để quốc gia thôi. Giải phóng là quy tụ dân tộc Việt Nam thành là một, làm chủ độc lập đất nước. Đúng không? Đúng không anh Văn? Đúng rồi. Cho nên là bây giờ tôi nói bạn là bây giờ này, bọn chúng cứ tuyên truyền là coi như là bộ đội vào giải phóng miền Nam coi như sẽ có tắm máu, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy không? Em thấy không? Em nói với anh Bằng nè, mấy thằng bác que là gọi là ông luật sư Hoàng Duy Hùng mới nói là chó sủa trăng là vậy đó. Năm tám mấy, năm chín mấy, ông Hoàng Duy Hùng đã về đặt bom ở Việt Nam nhưng rồi không đặt là hiểu rồi. Em nói chuyện đơn giản thôi, cái nhà thằng ba que nó nhà dột, trời mưa nó dột, đúng không? nhà thằng ba que nó nhà trời mưa nó dột, đúng không? Em là thằng cộng sản đi. Giờ tao là cộng sản, tao có tiền, tao vô cái nhà mày, tao sửa lên cái nhà lầu luôn, khỏi dột luôn. Đừng có nói chuyện dột, lên nhà lầu luôn. Nhưng mà mày xuống cái restroom, mày xuống cái toilet mày ngủ giùm tao cái được không? Đơn giản vậy thôi. Mày đừng có nói nhiều. Mày có chịu không? Chắc chắn là mày không chịu rồi.
có nhà dột đi nữa cũng là nhà của nó. Đúng anh Bằng? Đúng. Đừng có nói cái chuyện chính trị xa xôi. Mà cái nhà mày nghèo đi nữa cũng là nhà của mày. Vô cho dù tao có tiền tao muốn vô sửa sang cái nhà của mày để rồi mày xuống toilet mày ngủ. Mày có chịu không? Đơn giản vậy thôi. Bởi vì cái dân tộc Việt Nam mình, cái thời bà Trưng bà Triệu từ hồi nào giờ rồi, cái dân tộc Việt Nam là chống ngoại xâm rồi. Đừng có nói nhiều. Tụi mày không là gì hết. Mà để mà được mà có hai tiếng Việt Nam là phải nhờ cái Đảng Cộng sản. Có hai tiếng Việt Nam bây giờ, tao tự hào tao là người Việt Nam. Mày bây giờ mày là quốc tịch Mỹ đi, đủ má nó nhìn mày ra là cái mặt Asian. Where you from? Mày nói ở đâu nước nào đi? Mày nói Lào đi, tao con mà kêu mày bằng cha luôn. Mày phải nói mày từ là tiếng Việt Nam. Từ cái Việt Nam mày ở đâu ra? Đủ má từ cái mặt của mày mà ra. Mấy cái thằng bắt que, đúng không? Where you from? Kể cả mày quốc tịch Mỹ đâu, mày có xuất xứ ở đâu? Kể cả anh có biết không? Là cha mẹ qua đây, sinh con ở đây, là nó là quốc tịch Mỹ rồi. Mà where you from? Where you MMD? Là cha mày là gốc ở đâu? Cũng là Asian thôi à. Cũng là where you from? Cũng là Việt Nam thôi à. Đúng không? Mà cái bản đồ Việt Nam bây giờ là cả Liên Hợp Quốc, cả thế giới nó công nhận vậy rồi. Tụi mày chống công mẹ gì? Tụi mày không lại gì hết. Chả là cái gì hết anh à. Giống như luật sư Hoàng Dung nói, nó sủa trăng thôi à. Nó ngứa cu. Và hơn nữa là em cũng hơi buồn một chút là cái dân trí của mình nó đang còn thấp. Nói chung là càng ngày sẽ được nâng cao thôi. Đúng. Em rất là hy vọng như vậy luôn. Cái nhận thức của người dân nó lên cao, chắc chắn luôn. Anh có tin không? Cái nhà bên này 50.000, anh trả là 49.500 rồi, anh còn thiếu 500 nó còn xuất anh ra đường. Chứ Việt Nam mình không có. Việt Nam mình còn cái tình người. Còn đây cái đất tư sản là không có cái tình người. Không có tình người đủ mắm. Nhà 50.000 mày trả 49.500 nó sút, còn thiếu 500 mà không trả nó vẫn sút anh ra đường à. Đủ nó vậy đó. Còn cái chính phủ Việt Nam đơn giản thôi. Nói chuyện về chính phủ, ok. Mày sinh vào cái nhà giàu, cha mẹ mày có tiền thì mày hưởng. Mày sinh vào cái nhà nghèo, mày cha mẹ mày đi cày thì mày cũng phải đi cày thôi. Đúng rồi. Cái mày đừng có so sánh là cái chính phủ Việt Nam với chính phủ Mỹ. Đủ mấy người ta độc lập gần 300 năm. Đúng không ta? Mấy trăm năm ta? Hơn 200 năm. Gần 200 năm hả? Hơn 200 năm hả? Đó, gần 300 năm. Thì người ta đem quân, đem tiền đi đánh nước khác. Sao mà mày so với chính phủ Việt Nam đủ mới độc lập từ một cái nước mà đủ mà không có gạo mà ăn? Thì phải để người ta xây dựng từ từ. Mà 44 năm qua đủ mà cái Đảng Cộng sản làm cho cái nước Việt Nam lên như tới như vậy, mày còn đòi cũng mẹ gì nữa. Đúng không? Đúng không anh Bằng? Đơn giản mày sinh vào cái nhà cha mẹ mày có tiền, mày đầu thai vô trúng cái nhà đó thì mày hưởng. Nhưng mà mày không biết làm thì mày cũng đi ăn mày. Tại mày tiêu hết tiền cha mẹ mày, mày cũng đi ăn mày. Đúng không? Ở cái chính phủ Mỹ này cũng vậy luôn. Nó cũng có cái những cái an ninh xã hội nó tốt thiệt, nhưng mày không làm là mày cũng chừng đó thôi, mày cũng đi ăn mày thôi. Đúng không? Đúng. Mày cũng phải làm. Đó. Cho dù mày ở chính phủ Mỹ đi, là gọi là cha mày có, mày có tiền đi, nhưng mà mày không làm mày cũng đi ăn mày. Sao mày so, sao mày không so Việt Nam với Lào với Campuchia hay thay mấy cái nước lân cận đi? Mày so sánh vậy nó khập khiễng lắm, đúng không? Ủa chứ mày cha mẹ của mày, mày sinh vô cái nhà nghèo, mày nhìn nhà hàng xóm giàu là mày quay, mày nhìn cha mẹ người ta giàu là mày kêu bằng cha mẹ hả? Là mày đạp cha mẹ mày hả? Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cái tụi ba que nói vậy đó. Đừng có nói chuyện chính trị xa xôi, anh đừng có nói chuyện chính trị. Anh nói với tụi nó đủ mẹ tụi mày. Mày đừng có nói chuyện chính trị, mày có biết cặc thì mày nói. Anh Bằng hiểu không? Mày sinh vào cái nhà giàu thì mày hưởng được cái này cái kia, nhưng mà mày không làm mày cũng điên mày. Tại mày tiêu tiền hết tiền cha mẹ mày rồi thì mày cũng đi ăn cà mày thôi. Đúng không? Còn mày sinh vào cái nhà nghèo
thì mày phải, cha mẹ mày đi cài thì mày phải đi cài theo để mày nâng cấp cái gia đình mày lên, chứ nói gì chứ chuyện gì xa xôi, đúng không? Vâng, Khánh mày mời so sẵn cấp kiện. Khánh lên, lên Khánh. Đúng không? Vâng. Nói chung là muốn làm giàu cho bản thân mình, trước mắt là bản thân thân mình phải tự làm nên, nó cũng như một đất nước thế thôi. Chứ còn bây giờ cái thằng thì thằng đó nó có cho mình thì nó chỉ cho mình một cái nền nào đó thôi, đúng không? Đấy. Mà thì, nó, thì em nói với anh Bằng đó, nói chuyện chính trị gì cho nó xa xôi. Vâng, cho em lịch sử thì em cũng hiểu, nhưng mà em không có nói chuyện đó. Tại vì mấy cái thằng này phải gọi là tẩy não nó thì mới được, mới nói chuyện được với nó. Tại anh mà chưa tẩy não nó được thì không bao giờ nói được nữa. Tại vì anh nói cái lỗ tai bên này nó lọt qua lỗ tai bên kia, và nó cũng quay lại nó cắn anh nè. Nó vậy đó. Ok, mày cắn hả? Bẻ răng mày luôn. Vậy thôi. Đúng không? Nói chuyện mà chính phủ về chính trị đồ nó xa xôi. Đụng mày cái nhà mày, mày là dân Việt Nam, cái mày nước đang nghèo thì mày phải làm chứ, đúng không? Mày quay lại mày chửi Việt Nam thì khác gì mày chửi cha mẹ đẻ đâu mày, đúng không anh Bằng? Đúng. Nói chuyện gì xa xôi, chuyện chính trị rồi đéo hiểu con cắt gì nói chuyện chính trị. Mày quay lại mày chửi thì khác gì mày chửi cha mẹ mày. Ủa mày, mày coi nhận cha mẹ hàng xóm là cha mẹ của mày hả? Ủa chứ cha mày đừng có đau lưng rồi đừng có đẻ ra mày, mẹ mày đừng có đau cái đó rồi đẻ ra mày, rồi mày quay lại mày chửi hả? Đúng không anh Bằng? Đúng không? Đúng không? Đó. Nói chuyện gì chính trị nó xa xôi quá. Với em là quá xa xôi, cái tuổi này không nói được. Con cái phải tẩy. Con cái thì không cha, không chê cha mẹ khó, mà chó thì không bao giờ đúng đó chê chủ nghèo. Đó. Thì đó, nó qua đây nó nhìn cái chính phủ Mỹ, rồi nó quay lại nó chửi Việt Nam, đụng mày cái tụi nó. Em không hiểu nổi để sao, không biết dùng cái từ nào để nói từ nó luôn, anh hiểu không? Anh Bằng hiểu không? Anh nói với em là như này, cái bọn mà ở, dạ, ở đây nhá, mình chỉ nói với cái bọn bao que thôi. Thực tế là chúng nó ở bên kia là những đứa mà gọi là mặt hạng. Chúng nó đâu có sĩ diện được với những người Mỹ ở bên kia. Thôi chúng nó coi sĩ diện với những người Việt Nam ở Việt Nam này. Vì thực tế ở Việt Nam cũng còn một số người nghèo. Cho chúng nó sĩ diện được thôi. Đúng vâng, rồi. Đấy. Nói chuyện anh chút xíu. Đi rồi. Tại sao? Mệt lắm anh Bằng ơi. Không có thực tế đấy, anh nói với em là như này, tức là anh em mình, dạ, lên trên mạng này cũng tức là đóng góp một phần nào đó cho quê hương, cho đất nước mình, đúng không? Chứ còn, dạ, đúng rồi, thực tế là mình tư tưởng thoải mái, vì đất nước Việt Nam hiện nay phát triển, người dân Việt Nam hiện nay sống trong một cuộc sống yên bình. Chứ còn bọn ba sọc nó chẳng qua nó gọi là chó sủa chăng, chạy không giải quyết được cái gì cả, đúng không? Thì thôi mình cũng nói một những cái điều này để cho những người sống bên hải ngoại, người ta chưa có cái điều kiện, người ta hiểu rõ về đất nước Việt Nam. Và những người Việt Nam này, người ta cái trình độ người ta còn gọi là kém chẳng hạn, người ta hiểu biết thế thôi, đúng không? Chỗ là mình cái tư tưởng nó rất là thoải mái, không có gì mệt mỏi cả. Làm sao mà mệt mỏi được anh? Đúng rồi. Em cũng nói với anh John luôn á, bữa nào mà đi lên đó là em lên luôn. Tụi nó có dí súng vào đầu em, cũng nói đụ má tao là người Việt Nam đây. Tụi mày nói gì? Mày ngon thì mày bắn đi. Mày bắn mà mày còn sống được á, tao khen mày bằng ông nội luôn. Nói đơn giản vậy thôi. Đúng không anh Bằng? Đúng rồi. Thực tế tôi nói với tất cả các bạn, các bạn sống ở bên hải ngoại, mà sống ở ví dụ cụ thể sống bên Mỹ, các bạn hãy thực hiện đúng theo cái luật pháp Mỹ, thế là ok, còn lại mình tự do không, dân chủ mà, đúng không? Đừng, đúng không? Anh Bằng, đừng có nói cái chuyện mà nước này nước kia cho nó quá tầm đi. Đơn giản thôi anh Bằng, cái sinh hoạt của nhà anh Bằng là mang dép vào nhà phải không? Nhà của anh tự quyền mang dép vào nhà phải không? Đúng rồi. Anh tới nhà bạn anh nhậu, nhà bạn anh không thích mang dép vào nhà, anh phải tuân thủ. Đúng. Đúng không?
đơn giản vậy thôi, chứ nói chuyện chính trị gì chứ nói xa xôi, đúng không? Thì mình tới nhà bạn mình, cái sinh hoạt bạn mình như thế nào mình phải tôn trọng, vậy thôi, đúng không? Chứ có gì đâu mà phải nói cho nó chính trị chính độ nó mệt. Cái tụi ba que này nó không có biết con cặc gì hết, nó không có hiểu. À, Trần Thị Minh Thủy mới... tên của bạn khách mời là Khánh Lê, rất nhiều thấy em đẹp trai quá và nhiều các cô gái toàn cái phụ nữ toàn hỏi thăm em. em mới nói bằng đó, đừng có nói cái chuyện mà đừng có nói cái chuyện tụi này, anh cho anh bực lắm, anh cho đến hùng anh bực lắm mà anh phải chửi, em nói tẩy não tụi nó mới được, mới nói chuyện được, còn cái vợ chửi nó không vậy à, phải dùng cái từ là tẩy não, anh hiểu không? Phải tẩy não nó mới nói chuyện được, còn không lỡ nó hồi nào nó không vậy à. Trời, Titan là ba sọc lồn rồi, khay la la trần cái kha 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 gì đó trời. Cầm Nguyễn, bác Cầm nha. Em cứ nói cho anh 20 giây. Được. Bác Cầm ơi, Trần Thị Thanh Thủy là bạn của em mà em không biết ở lâu anh Bằng. Trần Thị Thanh Thủy hiện nay ở, nói sơ sơ hình như ở bên Cali. Đắk Lắk. Họ là Nancy hả? Đúng rồi. Ủa sao thì em nghe Nancy nói thì nhiều rồi mà em thấy Trần Thị Thanh Thủy thì cũng là bạn với em trên Facebook. Là Nancy hả? Đúng rồi. Vì nick, ủa, sao cái mà... nick bị mất liên tục cho nên là phải mượn nick. Ủa mà thấy gốc ở Đà Nẵng mà. Trần Thị Thanh Thủy ở Đà Nẵng mà. Gốc ở Nam Định. Nancy đó, trời ơi. Titan, Khánh Lê mày uống mấy chai rồi? À, mới 10 lon thôi. À, nhắn cho anh coi. Bực quá đi anh Bằng ơi. Không, nói chung là bây giờ này, những người dân như mình ấy, ở trong nước, nói chung thì hiện nay cũng rất là vui và rất tự hào vì là những người như ví dụ như Khánh Lê và tất cả các bạn đã đứng lên có phản kháng ngay cái bọn mà gọi là như là Hùng Trần nói là bọn ba sọc lở ở bên đúng sào huyện của chúng nó. Vâng. Rồi, rồi anh cho em xuống đây. Rồi anh mời người khác lên đi. Rồi, anh rất cảm ơn em. Nào, dạ. Rất mong em tham gia những chương trình của anh. Rồi, rất cảm ơn. Dạ. Thank you. Bye. Thế nào anh Cầm đã vào em chào anh, chào rồi, mọi người. Rồi, xin chào Tuy Thông. Khánh Lê hôm nay mày dạng, hôm nay mày dám mày uống bia rồi, mày hôm nay có sức lên chửi mua que hả mày? Đi vườn hậu ha, mày lại cứ nói mày lát vô con vợ mày nó giác tán lên đầu mày bây giờ. Nó good lắm anh, nó bên Texas đó, nó mới qua vậy chứ mà nó ngoan lắm, yêu nước lắm á.
cũng chào cô Khánh, cô không mấy anh chị nha. Đúng rồi, mọi người mình bây giờ mình cảm thấy là rất là vui. Mấy anh chị chúng mình nước ngoài đừng có sợ ai gì, cứ thấy cái chuyện đúng bên này, cái gì bất cứ chuyện gì gì có luật pháp hết mấy anh chị. Nếu mà anh chị nước ngoài cứ có luật pháp, mình làm đúng theo luật pháp chứ không phải là mình làm sai. Tại vì mình cũng phải đứng lên, người ta làm thí dụ như Khánh nó nói đúng tại não, nhưng mà cái là em không có được, cái là em không có được văn thơ rành rọt giống như tụi mấy người đó, nên em không có nói được giống như người ta, anh hiểu không? Nhưng mà em biết về luật lệ. Tại vì á, thí dụ như mấy bạn coi nè, người ta làm cái gì tụi mình đâu có bao giờ chống đối người ta đâu. Người ta làm gì ta làm. Tại vì bên Mỹ này á, là mỗi người một người là một chuyện. Bởi vì em mình nó khi người ta nó đứng lên, người ta biểu tình, người ta chống đối, người ta làm bất cứ chuyện gì, chuyện của người ta. Còn chuyện của mình làm là mình cứ làm, không có sợ. Các bạn cứ đứng lên. Các bạn không có biết cái gì thì các bạn có thể inbox dùng cái group giống như tụi mình, thì hay là tụi mình sẽ trả lời cho mấy bạn. Chứ mấy bạn toàn bộ những cái bạn, ai bất cứ ai sống ở trên đất Mỹ này, những cái người nếu mà các bạn đứng ra gọi là người yêu nước, thì các bạn yêu cầu các bạn cứ đứng ra. Mình là người Việt Nam, cái lá cờ của mình là cờ đỏ sao vàng, cứ đứng ra là cờ đỏ sao vàng. Các bạn không có phải sợ là cái đó, phải sợ là bắt người ta bắt là mình là phải lá cờ này không phải là cờ đỏ sao vàng, là phải bắt đi theo cái cờ ba que lòn. Không có sợ, không có ngán cái gì hết á. Các bạn mà ngán, các bạn càng ngán là tụi nó làm riết, tụi nó sẽ tới riết hoài à. Tại vì một cái thế hệ mà các bạn nên nhớ, cái thời này là thời buổi hiện đại, lúc này lúc nào cũng vậy đó. Các bạn chỉ cần nhấn lên trên internet là các bạn có biết được lực lại liền à. Chứ trên Google là mấy bạn biết được lực lại là khỏi cần phải hỏi nữa. Nên bởi vậy mình chỉ yêu cầu bất cứ ai trên đất nước mà có cảm thấy gọi là mình yêu nước mình cảm thấy là mình làm được những cái gì mà để cho đất nước mình một cái, một giúp được một tay để cho đất nước, để cho không phải là giúp đất nước mà gọi là để cho tụi nó đừng có để làm phá hại cho đất nước mình, thì cứ đứng lên. Mình đứng lên không có phải sợ bất cứ gì. Tụi nó thời buổi này cái đám chó đó, một á nó là chó hùa, hai á là nó chỉ là giỏ mồm thôi, còn mà nó đụng tới mình là có pháp luật rồi. Thời đại buổi này luôn, các bạn có phone, các bạn chỉ nó tới nó đụng mình cái bấm liền. Giống như bên thằng bây giờ từ cái chỗ của thằng Khánh Lê đó, nó ở sát bên của thằng thằng Hùng Lân đó, tao đố cha Hùng Văn Lân đó. Hôm nay thằng Khánh Lê nó nói vậy, tao đố cha Hùng Lân nó dám tới đụng thằng Khánh đi. Đụng đi, có luật pháp đăng quan mà, đâu có phải là giấy chứ, hỏi cái là mày cho địa chỉ đi. Mày cho địa chỉ đi. Thằng Khánh nó cũng mới qua, nó cũng hiền lắm, anh hiểu không? Nhưng cái là người ta không có kiểu người ta bức xúc quá đó, xong rồi cái nén cho mày. Nhưng mà hôm nay thì thấy nó quá chuẩn luôn đó. Hôm nay mày đặt chắc đi uống bia, đi quýnh bia về uống mấy ve rồi đứng lên, cứ đứng lên, không có phải sợ chứ. Bên Mỹ thì chỉ sợ con cái là nè, sợ cha mẹ với sợ không có tiền thôi, còn ngoài hai cái đó là không có sợ ai hết á. Mình làm đúng là không có sợ. Đúng rồi, không có sợ bất cứ thằng nào đó. Tại vì bên nó cũng giống như mình thôi. Những người đó, sống thí dụ như trừ ra tụi sinh đẻ đây là đứa tụi nhỏ, còn không thôi là cứ gọi là những là thằng tị nạn, cũng tị mày cũng tị nạn, tao cũng tị nạn thôi à, chứ không có là ai hơn ai hết á. Chỉ không ai hơn ai hết. Nhưng mà thằng Khánh nó lại hơn thằng Hùng Lân. Anh biết là sao không? Anh biết lý do là sao không? Thằng Khánh được có một cái nó hơn thằng Hùng Lân nhiều, nó là con người. Còn đám thằng Hùng Lân đó, nó không phải là con người, nó là con chó, nó đang bò lên nhưng mà nó biết nói tiếng người, anh hiểu không? Nó là như vậy đó. Còn các bạn không bao giờ mà phải sợ, tụi nó không phải là ông bà mình, hay là nó ra cái lực lệ nó nói đụng mát tụi tao là bao que, tụi bay phải nghe lời bao que. Bao que cái thời buổi này bao que không còn như nó bẻ đủ ba que gặp á, chỉ cần gọi cảnh sát thôi chạy chết mẹ đi. Cái thằng nào cũng vậy đó, hăng máu lắm. Em nói anh ấy, thằng nào ở bên này á, mấy thằng xâm chỗ á dữ lắm nha, đi vô bo Việt Nam đồ, chỉ quậy phá khu Việt Nam thôi. Mấy còn vô mấy cái bo Mỹ hả, mấy thằng mà bảo vệ tướng mà nó bự bự giống như em, hay là nó bự giống như thằng bạn em á, nó đứng nó xách cổ lên gì nè. Còn hở cái vô mấy cái bo Việt Nam, cái cởi đồ ra, mày muốn gì, thấy mà xâm mình rồi này nọ phải không, mày muốn gì. Ở sau kia cảnh sát tới chạy chết mẹ luôn. Thì mấy thằng quê trang vậy đó, không có phải ngán ai đó, không có ngán gì đó. Các bạn cứ thấy mà đúng, làm đúng, tụi nào mà cứ xuyên hoạt đất nước là cứ đứng lên buộc nó chết mẹ nó, cứ mở miệng ra. Mình á, người ta nói á,
Nếu mà cứ như vậy hoài, cứ im lặng hoài là nó sẽ càng tới, nó càng tới, càng tới, càng tới là càng tới. Dạ, càng tới là càng tới. Không có sợ thằng nào mày hẹn, mày hẹn ông mẹ mày. Mày muốn cái gì, tao gọi cảnh sát bắt mày chết mẹ mày. Là cái tội mày harass tao, là có nghĩa là mày hù dọa. Chỉ có vậy thôi, không có sợ. Đó, em chỉ đứng lên, em chỉ nói là một em yêu cầu mấy anh em đó là các cứ bất cứ ai, mình là kiểu người... Người gọi là người gì? Đúng rồi, các bạn cứ sống ở bên đấy, các bạn thực hiện đúng cái luật pháp của nước Mỹ, thế là ok đúng không? Các bạn làm trong cái khuôn khổ cho phép đấy. Thì các bạn sợ có gì sợ đâu bọn nó. Như là tụi các bạn là hơn tụi nó là sao? Các bạn lo được cái bản thân của các bạn rồi, các bạn có đa số mình biết các bạn rất là mình biết các bạn lo, mình biết các bạn là lo được cái người ta nói trước khi mà các bạn mày muốn chống phá hay làm cái gì. Mày phải lo trước, mày phải lo cái túi mày trước. Còn bây giờ mày chống phá, mày không có tiền, mày lo gì đúng nước bọt hả? Hả? Rồi cứ tối ngày cứ đi cho đi 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 ăn bám nước Mỹ, đúng không? Cái gì cũng vậy. Đủ giống như mấy khoe lò nó, mấy khoe lò, mấy khoe sọc lò nó tự đa số mày làm cái gì vậy? Mày rảnh mày tối ngày vậy? Mày đứng mày chống đói, mày tối ngày mày chống đói, mày tiền mày đâu ra? Mày ăn qua phe chết mẹ đi, đúng không? Ngoài chứ ngoài không có hai ok thì mày bán, mày buôn bán xì ke ma túy thôi, mày bao làm bất chuyện bốc hợp pháp mày mới có tiền thôi. Chứ làm gì mà mày có lúc tối ngày mày cứ diễn đàn mày cũng chui vô mày mẹ á. Đó, diễn nào cái này, còn tụi em á, là tụi giống như em, Nancy, Hang Cầm hay là anh Hùng, thì tụi em đã có cái nền móng, có cái nền móng rồi. Mình không phải là mình nói là mình dư, mình không có nói là mình khá giả, nhưng mà tụi em đã có cái nền móng rồi, anh hiểu không? Tụi em là coi chung là, nói chung là tụi em là chủ cả ở bên này rồi, là có cái công ăn việc làm rồi, tụi em cũng có kinh doanh rồi. Mình làm thì mình có thợ mình làm, có lúc thì mình cần làm, còn cái khỏe thì mình lên mình nói, đúng không? Chứ không có sợ ai hết á, mấy bạn không có sợ ai, bất cứ thằng nào, con nào, trừ ra mấy bạn làm sai luật, uống rượu lái xe hay là mấy bạn cái gì á, là không có sợ một cái gì á. Mấy bạn mà cứ sợ thì cứ nói tôi đi, đủ tôi gọi cảnh sát, tôi Google lên ngay cái vùng đó, mấy bạn không biết tôi gọi giùm cho. Hỏi cái thằng nào mà tới đụng giùm mình á, thời buổi này là bây giờ tự nhiên mình đóng tiền, các bạn nhớ. Các bạn mua 10 lít xăng là trong đó các bạn cũng đóng tiền thuế cho cái lộ đường và tiền thuế cho cảnh sát nó tới. Đó là như vậy. Bắt các bạn mình bất cứ ở trên Mỹ này hay nước Mỹ này là các bạn đóng thuế là các bạn được quyền gọi cảnh sát. Là như vậy thôi. Cứ 911 ngay cái khu mình cảnh sát mình không biết tiếng Mỹ thì người ta cũng có tiếng Việt nữa. Đó. Không có sợ. Thời buổi này không sợ. Nói là tụi nó tới đụng phá mình hay cái gì. Nó chạy 80 thước. Cứ hỏi một cái rồi thì thưa kiện, đừng có sợ bất cứ cái thiệt chuyện thưa kiện gì hết á. Ở trên mạng này chỉ có đấu mỏ với nhau thôi. Đó, tự nhiên mình tại lý do tại sao mình thưa thằng Hùng Lân là sao? Mình thưa là lý do là tại sao mình thưa Hùng Lân, tự nhiên nó là người bạo động, nó xúi những người trên mạng. Cái nick của Kim Hoàng nó tới nó đòi là giết anh Cầm. Đó, với lại tụi nó có cái cầm, con nhỏ kia nó cầm tiền chứ nó nói nó lên trên mạng luôn. Những cái clip đó mình thâu vô USB mình mới gửi cho đồng cảnh sát. Cái đó nó đòi, nó gọi là, cái đòi là nó hâm dọa anh Cầm. Tại vì chửi lộn trên mạng này, đụng mẹ mày, đụng má mày, chửi qua chửi lại. Nhưng mà nó hâm dọa, nó đòi giết, nên bởi vì mình mới đi kiện. Là lý do như vậy, chứ không phải là mình giống như thằng Hùng Lân. Là lên đây mà cứ hỏi thằng ăn vạ, cái thằng đó em gọi là thằng Mạc Hạng á, thằng Chí Phèo. Cứ hỏi một cái đi kiện mà. Biết không? Chứ nếu mà như người ta em nói anh có công ăn việc làm, mà đánh rỗi, có con, có cái, không có ai mà đi làm chuyện sầm lồn giống mấy thằng này hết á. Không có ai hết á. Không có ai, chỉ trừ có đen xì thôi à, chỉ có trừ có đen xì thôi à, nó đang đòi kiện em hồi nãy em trong cái lúc mà nói chuyện đó, hồi nãy nó đòi kiện em á, mà kiện cho đen xì, kiện á hả, anh kiện lại á nha đen xì, thôi em chỉ lên em chia cho vài câu với anh em thôi vậy thôi, thôi chúc anh em có ngày lễ vui vẻ nha. Rồi xin chào rồi, John, rất cảm ơn John. Dạ bye anh, bye mọi người. Thôi rồi, mình cũng kết thúc chương trình ở đây. Gọi là một cái chương trình chào mừng ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng, xin tạm biệt tất cả các bạn. Vâng, xin chúc các bạn có những ngày nghỉ, công nghỉ ngày nghỉ hôm nay và ngày mai thôi. Vâng, xin chúc các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ. Vâng, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.